đón xuân. Và xuân Nhâm Thìn, nhâm trai nhâm gái quý, thìn là biểu hiện cho con rồng và chúng ta là con lạc, long quân và hậu cơ, con rồng cháu tiên. Quý vị chia sẻ bài thông điệp và hy vọng rằng từ một người cho đến nhiều người, cả tiếng Anh, tiếng Hoa và khắp nơi đều nhận thông điệp này là một món quà đặc biệt đi về tâm. Chúc mừng năm mới, thông điệp điều tâm trị tánh trong giáo pháp. Kính thân chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, tinh thần các tôn giáo, nguyên thủ quốc gia và cộng đồng nhân loại năm mới Nhâm Thìn quy phong trí đức theo tinh thần vì trí dũng của nhà Phật. Năm rồng đã đến, hầu hết người Hoa tin rằng rồng là biểu hiện của sức mạnh và may mắn. Rồng có thần thông biến hóa và đã che chở mưa khi Đức Phật ngồi thiền. Năm 2012 là tuổi con rồng, thế giới sẽ có nhiều thay đổi bởi đạo đức của loài người đang đi tới sự băng hoại, làm cho địa mẫu hờn giận, hậu quả sẽ có rất nhiều tai kiếp kinh thiên động địa. Như năm vừa qua đã xảy ra lắm điều không may mắn. Giới trí thức thì hiểu điều quan trọng là nuôi dưỡng đạo đức và lòng từ bi thì được sự bảo hộ của Tam Bảo, do vậy không có gì phải lo lắng và sợ hãi. Còn người vô minh thì cần phải ý thức để xây dựng lại nền tảng đạo đức, nếu không thì năm rồng sẽ là năm biến cố bất thường xảy ra. Năm Nhâm Thìn chúng ta cần cố gắng chữa trị 4 tầng lớp trong xã hội. Thứ nhất, phải chú tâm đến lớp người lãnh đạo tôn giáo, đó là giới mà mọi người tin tưởng là cái nền tảng của đạo đức và phẩm hạnh cao quý. Họ là những người dùng tâm để hướng dẫn quần chúng tới con đường chân thiện mỹ nhằm giúp cho xã hội hoàn thiện hơn. Do vậy chúng ta phải cần giúp điều phục tâm nhằm chữa trị lòng tham muốn danh lợi, địa vị và quyền thế của họ. Có như vậy thì họ mới là mẫu người được sự tín trọng, xứng đáng hướng dẫn tín đồ ra khỏi cái nôi của vô minh, hướng tới con đường giác ngộ giải thoát. Thứ hai, chúng ta phải sửa trị khối óc của thành phần vua chúa và nguyên thủ quốc gia là những người dùng thế trí, vì họ là những người có bổn phận, trách nhiệm được hướng dẫn quốc dân đi tới đời sống tốt đẹp và mang lại hòa bình, hạnh phúc cho quốc gia. Thứ ba, chúng ta phải sửa trị thành phần chính trị và giới học thức của thế gian Pháp. Họ là giới cầm bút hơn cầm kiếm để đạt tới mục đích của văn học nghệ thuật, mà phần lớn giới học thức hiện tại bị sai lầm do tham vọng và lòng ích kỷ sai khiến. Sau cùng, chúng ta phải cần sửa trị thành phần cầm vũ khí của giới điều binh khiển tướng, không vì mục đích hẹp hòi của cá nhân mà gây ra chiến tranh thù hận, dẫn tới sự đau thương tan tóc, làm cho loài người và muôn thú bị sát hại. Do vậy là kẻ cầm khí giới là để bảo hộ, chứ không phải vì mục tiêu và mục đích hủy diệt đời sống và tài sản của con người. Trong hiện tại, nhiều quốc gia tự cho mình là quốc giáo như Thiên Chúa, Phật giáo, Bà La Môn và Do Thái giáo, vân vân. Nhưng sau khi đọc hết những lời dạy của các bậc tìm ra tôn giáo ấy thì thấy quá thất vọng qua cách xưng danh và hành động không tương xứng trong điều của các bậc hiền thiện. Ví dụ như Thiên Chúa giáo phải thực hành 10 điều răn, còn nếu là nước Phật giáo là quốc giáo thì vị vua phải là vị chuyển luân thánh vương. Tất cả vua và dân trong nước cần phải giữ gìn tam quy và trì ngũ giới. Đó là nền tảng căn bản đạo đức của người Phật tử. Nhưng thật buồn thay, phần lớn bị khiếm khuyết hay không tỏ rõ sự lợi lạc và năng lực của giới luật là căn bản của người học Phật. Do vậy mà họ đã vô tình hay cố tâm giết hại và trộm cắp. Đó là hành động đi ngược lại điều răn cấm, là bước đầu của đạo đức. Hơn thế nữa, mà phần lớn các nước được mệnh danh là quốc giáo thì lại quá tải thành phần tham nhũng hối lộ và sát sinh. Như chúng ta đã thấy, nước Campuchia được mệnh danh là xứ chùa tháp, mà họ đã nghe lệnh để giết 1.800.000
ngàn người và còn mất tích 700 ngàn người cùng chúng tộc. Chỉ trong thời gian ngắn nhất của Pol Pot cầm quyền mà nửa dân số bị uổng tử. Nhiều quốc gia nghèo thuộc thành phần thứ ba thì việc tham nhũng và hối lộ lại được mọi người coi là bình thường và chấp nhận, bởi họ không biết đó là kẻ trộm có bằng cấp, là trộm tội. Do vì lòng tham mà ngửa tay hứng những đồng tiền dơ giấy là tiền thuế của quốc dân phải đóng cho đất nước để được phú cường thịnh trị, thế mà lại không biết nên quay nặng lãi. Đó là hành động làm tăng trưởng món nợ lớn lao cho bản thân và con cái. Họ cần phải tập sống đời sống đạo đức thanh liêm với chánh mạng, hầu vượt qua cái nghèo nàn về vật chất và sự nghèo khổ của tâm linh. Muốn mang lợi ích đích thực cho quốc dân thì chúng ta không thể tiếp tục ngậm miệng và bịt mắt, mà phải nói lên, tiêu nói sự thật, hầu giúp cho các quốc gia nghèo nàn và cả thế giới học nghệ thuật làm người trong sạch. Đó là tài sản vô giá của con người. Hy vọng thế giới sẽ thấy được bài học từ cô gái bị cháy phỏng ở nước Campuchia. Phần da thịt trên thân thở của cô bị cháy nặng và lóc da tới 91%. Nhưng ấy chưa phải là sự xấu ác, mà xấu xa là do sống thiếu đạo đức và lòng thương yêu. Tội lỗi là người có học thức, kiến thức cao, nhưng nghèo nàn sự hiểu biết và thiếu đạo đức. Họ làm những hành động trái ngược với công lý vũ trụ. Họ lợi dụng người khác để thực hiện hành vi không trong sáng cho quyền lợi bản thân. Hậu quả chỉ là nguy hại cho chính bản thân họ và cộng đồng thế giới, mà còn hủy hoại môi trường sống và phần đất của hành tinh xanh thương yêu và con cái của địa mẫu. Cứu cô gái bị phỏng và chữa trị vết phỏng bên ngoài da thịt cũng là sự nhắc nhở chúng ta hãy sớm chữa trị lớp da đạo đức bên trong mà thịt xương cốt tủy đã bị rách nát, nên cần điều phục và cũng cần phải nỗ lực để thắng phục sự tham muốn của bản thân, để da thịt trên hành tinh đất mẹ cũng được bảo hộ. Chúng ta đã dùng y dược thật tốt để đưa chữa trị cho làn da cô gái được lành lặn bên ngoài, thì bên trong cũng phải dùng tới mũi kim chớ đứt để điều phục lại lớp da đã rách nát cho lòng tham hầu trở lại tính nguyên sơ, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tức là trinh bạch. Có như vậy thì trái đất mới tránh được các tai kiếp về sau. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại lòng thương yêu và sự hiểu biết nhằm mang lại nền hòa bình cho thế giới, và phải biết sống vì mọi người, đối xử tốt với nhau thì chính trong ấy đã không còn sự ganh tị và chiến tranh, không còn gây ra sự mâu thuẫn và không làm khổ đau lẫn nhau, thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thì cõi cực lạc hiện hữu ngay trong tâm và trên hành tinh xanh thương yêu của mẹ. Như lời Chúa Giê-xu dạy, Ma-thi-ơ 5:17, anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất đi qua thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính nơi các kinh sư, hơn các kinh sư và người Pharisee thì sẽ chẳng được vào nước trời. Khi chúng ta đã hiểu rõ lời dạy về chân lý vũ trụ của Đức Thế Tôn thì cần phải tinh tấn thực hành giới luật và giáo pháp của Ngài để sửa trị trái tim và khối óc, thì sự lợi ích không chỉ riêng mình mà cho cả chúng sinh và quả địa cầu. Chúng ta phải biết sống không có cái ta theo tinh thần vô ngã của Đạo Phật, thì tình thương yêu sẽ không còn có điều kiện hay biên giới. Khi ấy sự bình an ngự trị trong tâm, và bất cứ nơi nào chúng ta đi đến như một ngôi chùa di động thì đâu cần phải thuê mướn cận vệ để giữ an ninh, vì trong ngũ giới cấm đã có sự bảo hộ và kính trọng của luật nước phép vua cùng long thần hộ pháp Bát Bộ Kim Cang. Không chỉ có thế mà làm cho các vị thần tử của ba đường dữ bị thất nghiệp khi chúng ta đổi chiếc xe vô thượng này. John 6:52, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?
Đức Giê-xu nói với họ: Thật tôi bảo các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Ăn thịt của Ngài là thọ 10 điều răn, và uống máu là thực hành theo Ma-thi-ơ 10:9-34. Thế nhưng họ hiểu lầm, tưởng là ăn bánh mì thánh và uống rượu nho. Đó chẳng phải nghĩa Chúa dạy, mà phải ăn uống bằng giới thân và pháp thân do Ngài trùng tuyên lời Phật để lại, mà sau 500 năm Chúa Giê-xu sang Bắc Ấn học đạo và được truyền thừa. Ma-thi-ơ 8:18. Quả khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia, có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Ma-thi-ơ 10:9. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Ma-thi-ơ 6:24. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc là ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Ma-thi-ơ 10:34. Chớ tưởng rằng ta đến để mang sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cái thập tự mà theo mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai giữ gìn sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo cần hiểu nghĩa trắng của Chúa Giê-xu là biết sử dụng gươm trí tuệ để xúc cản hết những sự dính mắc trói buộc trong tâm, để hướng tới đời sống giải thoát của người không nhà. Điều này rất rõ ràng, nên các chủ chiên không thể miệng nói về Chúa mà tay nọ thì cầm tiền, để rồi bị dính mắc trong cái ngai vàng ảo tưởng đã xây dựng bằng sự cột trói bởi thần tiền, tức là money god. Đây là điều tối quan trọng mà chúng ta không được trực tiếp dâng tiền để thiêu đốt người tu, và cũng để tránh sự tổn giảm phước báo do làm cho người tu phá giới. Các nhà tu phạm hạnh là đi từ dục tới ly dục, là không có nhà, tức là lý tưởng của bậc biết sống đời sống thánh thiện không tiền bạc. Có được như vậy thì thế giới này sẽ tuyệt vời khi lòng tin chánh tín được phục hưng. Chúng ta hy vọng hành tinh này sẽ trở thành mảnh đất tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau, thì phải xây dựng trở lại nền tảng đạo đức của con người bằng 5, 8 hay 10 điều răn thập thiện và 10 giới của bậc cao hơn xuất trần thượng sĩ, để cho xã hội thấy rõ là tăng vô nhất vật xưa nay thanh bằng và không còn bị trói buộc trở lại vào đời sống thế tục. Nếu chúng ta đi ngược lại con đường bát chánh đạo thì sẽ bị đảo lộn đầu sở xuống. Có rất nhiều người tu hiện nay chỉ muốn vì làm chủ tài sản sở hữu như ngôi chùa chiền nhà thờ, mà quên đi bổn phận của tăng nhân là phải nghiêm trì giới pháp. Thế mà họ lại còn cố tâm phá giới và trụ trì thùng phước sương để thâu lợi nhuận. Họ không biết đó là hành vi tội lỗi, phải thọ nghiệp báo chỉ vì lợi dưỡng cho bản thân. Tốt hơn, họ nên sống đời sống bình thường của người thế tục, chứ không nên mượn lớp áo người tu để làm thương mại và chính trị ở chốn không môn. Năm vừa rồi chúng ta đã học được bài học rất giá trị về nhân quả, mà khi các nhà lãnh đạo thiếu nhân cách đạo đức nên phải bị đưa ra trước công lý để trừng phạt, đã cho chúng ta thấy rõ là mọi người phải chịu trách nhiệm nhân quả tốt xấu của chính mình. Năm nay chúng ta cố gắng làm tốt hơn để làm thăng hoa nền đạo đức của con người. Chúng ta phải thể hiện lòng từ bi
mà hãy thương yêu và biết tha thứ cho tất cả, như lời Chúa Giêsu dạy, yêu kẻ thù. Còn Đức Phật dạy, hận thù không thắng hận thù, chỉ có từ bi hận thù được hóa giải. Khi chào đời, chúng ta không có mang theo giai cấp, địa vị và tôn giáo trong dòng máu đỏ, thì đừng để bị tôn giáo cai trị thân mình, mà hãy thực hành lời dạy của chân lý nhằm giải phóng tam độc trong tâm là do tham sân si. Có như vậy thì phúc lạc vô biên, và chúng ta hãy coi hành tinh này như một trường học, còn ta là học viên biết sử dụng linh dược của pháp bảo để thắng phục vị thần dục vọng và phá sản cái ta tự ngã. Vì không có kẻ thắng, cũng chẳng có người thua, thì đừng nên ôm bắt gió tiếp tục nữa. Thay mặt trái tim cho hòa bình Heart for Peace, kính thân tặng quý vị bài chúc Tết đầu xuân bằng tiếng nói sự thật để điều tâm trị tánh, sứ giả sự thật, về ăn mày thế kỷ. Bốn cái điều mà đưa ra đó, tức là thứ nhất là những nhà lãnh đạo tôn giáo phải sống chân thật bằng cái tâm, cầm cái tâm của mình, điều cái tánh. Thứ hai là những người cầm, cầm gì? Cầm cái trí của thứ xét, thứ pháp, vua chúa, nhân viên quốc gia, thủ tướng, thủ tướng phải coi năm nay người ta sẽ đưa những cái ông đó ra tòa. Năm ngoái á, là ông Gaddafi 42 năm cầm quyền, 25 tấn vàng, 8 tỷ đô la, cha con bị bắn chết. Và bà tổng thống, mà ba của bà là năm 62 là tổng thống của Philippines. Khi rời khỏi cái đất nước của Philippines để đi chữa bệnh đó, mà cũng không cho ra khỏi nước bởi vì hối lộ. Và gần nhất là một ông cựu tổng thống của Pháp năm 79, mà ông đã chỉ có gian lận một chút xíu thôi, mà cách đây 2 tháng họ đưa ra là tòa ở tù 3 năm, nhưng mà không có, ở trong lao ngục, coi như là cũng coi như là tù ở nhà đó, coi như là coi tù treo tao mời, tù treo, tù đó là coi như là không ở trong Salim đó. Và năm nay đó thì những cái đứa trẻ mà đi học các nước đó, những đứa mà con của những ông lớn đó, là nó đã biết hết làm thế nào để đưa những cái người chính là những người thân của nó đó, làm cho đất nước băng hoại để đưa ra vòng phóng ngựa kiếp chuyện. Và những cái tai kiếp mà năm thứ 12 này đã nói và họ tiên đoán, thì chuyện này có thể xảy ra hay không là do cái phước đức của con người. Còn nếu không thì cái trục trái đất này nó đang hư hỏng, nó để đến cái chỗ ba chiều, thì mình có còn sống hay là không, đó là cái điều đó. Nó sẽ ba ngày ba đêm không có mặt trời mặt trăng, và sao biết á, tất cả những cái năng lực và điện tại sẽ bị coi như mất hút, bởi vì cái dần điện nó không đủ. Như ở đây ví dụ như có nhiều khi điện của mình có, nhiều khi không. Các nước vậy, khi mà cái điện nó trùm được á, thì nó mới có phát được. Nên ngày hôm nay chúng ta phải chuẩn bị để mà tu, và chỉ có tu mới biết tất cả. Cho nên quý vị biết rằng đó là cái thế giới mà của vua chúa, của người quốc gia. Rồi thế giới nữa là gì? Cầm bút, là những luật sư, những người có học thức, có kiến thức, nhưng mà vì thiếu cái tâm đức cũng phải coi như là sửa trị. Và người thứ tư là những người cầm vũ khí, người cầm kiếm, cầm cung, là những người này phải cầm cái này để bảo hộ cái hành tinh và loài người, chứ không thể cầm cái loại này để mà coi như là làm cho cái thế giới này đảo điên và bất hạnh. Vì thế cho nên có những vị hộ pháp đó, và các ngài thể hiện ra những cái thân như ông Tiêu hay là những vị hộ pháp, thì các ngài đó dùng cái tướng khiếp lắm, dùng cái cây kiếm, cái kiếm bằng gỗ để bảo hộ, để tho cái người khác, nhưng một đứa con nít nó thấy nó sợ, chứ không thể coi như là tuốt kiếm để mà coi như máu đổ đầu rơi. Mãi vây về người vung kiếm bao người gục ngã, ta hơi gươm chỉ giết một mình ta, đoạn trừ tham giận kiêu sa, trở về tự thể ngôi nhà vô sanh. Người vung kiếm gây sầu chuốc hận, ta hơi gươm chỉ đoạn tận nguồn mê, đường xưa lối cũ ta về, thâm vong tự tại tràn trề vĩnh an. Đó, cho nên chúc quý vị chuẩn bị cho cái mùa xuân, và chúc quý vị phải 365 ngày mới luôn luôn chúng ta sống tuyệt vời trong cái sự định tâm, định trí, và không có gì là chúng ta sống hằng hổ với chân lý ngày và đêm. Đó, cho nên
đây là cái thông điệp đầu năm, và quý vị nào đọc theo thì cũng được, mà quý vị có thể nghe thì cũng tốt. Và kèm theo thì một cái video clip, tức là cuối cùng phim mà có mấy ông kiểu mấy ông CG này ở Angle Wat, cũng cuộc phim đó có văn vào trong đó hết, mà cuộc phim đó là độc đáo, cho nên chỉ còn mấy hôm nữa là cả thế giới đón mừng xuân với một cái thông điệp, cái phố video rất là đặc biệt. Một phần 20 phút, cho nên là tụi con thấy